Vì vậy mà cái thuốc trừ cỏ khai hoang này thích hợp cho cái gì?
chúng ta khai khẩn đất quan sự có bờ, hoặc là khi chúng ta giáng dụng cấm trị hết tất cả loài cỏ thì chúng ta phải dành cho nó 20 ngày kể từ ngày phun thuốc. 20 ngày sau chúng ta mới được gieo trồng, thì thuốc trừ cỏ này sẽ thích hợp nhất cho việc khai quan nha quý vị. Và nó chết ở gốc luôn, và nó chết rất là lâu mới mọc lại. Còn bây giờ trong vườn cây ăn trái hay vườn rau của mình thì chúng ta sẽ sử dụng loại thuốc khác gọi là đi quát, gốc này là gốc đi quát. Chúng ta nhớ cách đây không lâu chúng ta có cái sản phẩm paraquat đó, thì đây là cơ chế làm giống như paraquat, nó diệt tất cả màu xanh của thực vật, tức là cây cỏ cũng bị diệt và cây trồng của mình bị diệt đấy, có hủy hoại diệt độc tố. Khi mà cây trồng không có diệt độc tố thì không quan hợp tạo enzyme để nuôi cây thì cây sẽ chết từ từ. Như vậy sản phẩm này thích hợp cho chúng ta vườn cây ăn trái, vườn rau. Tuy nhiên khi chúng ta xịt, chúng ta cần phải lấy một cái phễu định hình để ra vào khu vực cỏ thôi, không được trúng cho cây trồng nha. Và thuốc này cái lượng nước dư rớt xuống là phân hủy liền, cứ để nó không hút lên, nên chúng ta xịt gần cây cũng không sao, miễn là đừng có xịt trúng vô cây thôi. Cái này tất cả màu xanh sẽ bị tiêu diệt. Và chúng ta lưu ý là diệt cỏ đối với sản phẩm này chúng ta dành cho nó 5-7 ngày để cho nó rụi hẳn. Có nhiều người thấy rằng là nó bị héo lá rồi, nó bị tuột lá rồi, ngay lập tức bón phân và tiếp tục nuôi cây trồng mình, thì vô tình chúng ta giúp cây cỏ nó hồi sinh lại. Do đó là chúng ta thấy tuy rằng 24 ngày nó có hiện tượng chết, tức là héo rũ rồi đó, thì chúng ta cho nó vài ngày để nó rụi hẳn hoàn toàn. Trong phần thời gian mà cái lá nó bị héo rồi, nó bị úa rồi, nó không quan hợp được thì cái cây đó phải năm tới tuần sau thì nó mới chết nha các bạn. Để chúng ta lưu ý sản phẩm này cũng có yếu điểm là cỏ sẽ mọc lại nhanh nếu chúng ta không biết có một thời gian để cho nó rụi hết. Thì đó là hai loại thuốc cỏ khai quang mà tôi nghĩ là chúng ta cần sử dụng nhiều nhất. Còn ở đây thì chúng ta trồng rau nhiều thì tôi xin được giới thiệu một sản phẩm để mà diệt con sâu tơ, con sâu ăn lá, con sâu giả bùa, đó là sản phẩm hot nhất. Và sản phẩm này chúng ta thấy có gì đặc biệt, đó là gốc thuốc mới Bicentin. Bicentin là diệt con sâu rất là tốt và chúng ta thấy là nó không có bị nóng nha. Nếu chúng ta sử dụng cái gốc thuốc tổng hợp như là Cyclobenzene, Hexametrin, Adentametrin thì nó sẽ nóng hơn là cái Bicentin này. Và đặc biệt là chúng ta thấy Iclobenzuron đây là gốc thuốc ung trứng. Một con sâu làm đầu nổi cánh nhưng mà không đầu nổi nguyên cái trường rau của mình đâu. Bởi vì là nhưng mà cái ổ trứng của nó sẽ là một vấn nạn chúng ta cần phải quan tâm. Bởi vì một con sâu này phải ra một ổ trứng, nó có thể nằm một trứng, 100 trứng. Thì khi chúng ta lơ là, chúng ta chỉ xịt sâu thôi, trứng nó vẫn nở ra. Và khi nó nở bùng ra một cái thì chúng ta biết là nó sẽ bùng phát dịch ở cái giai đoạn thế hệ thứ hai. Và sản phẩm hot nhất cũng có một bài viết sẽ được gửi tặng cho quý vị. Sâu xanh, sâu lá, sâu tơ, rồi lại sâu keo. Em đây đã dùng hot nhất, còn sâu tiêu đời. Hàng hot nhất vẫn luôn tự hào, là hàng tốt mới đó nhé. Xa gần nghe tiếng dùng được, con sâu nào nó cũng tiêu. Kính thưa quý vị, đây là sản phẩm hot nhất, chúng ta có thể trị được rất nhiều loại sâu. Sâu nha, nhưng mà bây giờ có một loại vừa sâu vừa dày vừa nhợt, đó sản phẩm Dixon, một sản phẩm với gốc thuốc mới, hai gốc thuốc mới là hai gốc thuốc mới là Tobifenirat và Piperoxifen. Quý vị biết không, tại vì Bích Thủy khi mà nói chuyện như này trên đài truyền hình đó, Bích Thủy đang một cách bốn chương trình tại Nhà Nông, đài truyền hình Long An, Tiền Giang và Điện Tạo và Bình Phước cùng với tiến sĩ Hồng Chí là thầy Bích Thủy, thì là rất nhiều nông dân nói là cô nói cái gốc thuốc tôi không nhớ gì đâu. Đúng là không nhớ thì nhưng chúng ta phải nhớ, bởi vì gốc thuốc là chúng ta biết gốc thuốc thì chúng ta không bao giờ mua lầm thuốc nha. Ví dụ cái chị nói câu gì nè, Cyclobenzene và Dentametrin, chúng ta thấy Green nó sao không nhớ gốc thuốc không, nhưng mà hai cái sản phẩm đó giá trị lợi nhuận rất là nhiều. Ví dụ giờ chúng ta muốn mua Dentametrin tức là toxic, tức là toxic, thì cái loại này nó mạnh lắm và rất là tốt, giá thì rất là mắc, nhưng mà người ta đưa cho mình xin bẹp ở trên mà biết thì cái trường mình sẽ mua sai và mình sẽ bị lầm lẫn. Nên với thị thường hay nói gốc thuốc, và hai gốc thuốc này là hai gốc thuốc mới không lờn thuốc nha quý vị. Và chúng ta thấy là xử lý rất nhiều loại sâu ăn lá, sâu ăn bông, sâu ăn lá, và chúng ta nhớ sâu bông ăn lá độc thân chúng ta phải xử lý ở thứ một và thứ ba. Ngoài ra sản phẩm này cũng có thể trị được rầy nâu, nhện dé hay là nhện đỏ. Tuy nhiên con sâu là bộ sâu bọ, nhưng mà con nhện dé và con rầy, con sâu là bộ côn trùng nha các bạn, con rầy với lại con nhện là bộ côn trùng, nên khi nó lớn lên một chút xíu
thì khả năng kháng thuốc của nó rất là mạnh, nên thuốc sâu bình thường không diệt được. Mà khi chúng ta diệt con nhện ghé ở cái tuổi lớn hơn thì chúng ta phải sử dụng thuốc đặc trị, đó là sản phẩm New Farm hay còn gọi là siêu nhện. Và bây giờ xin mời anh Khánh Tuấn. Con nhện làm cho ruộng vườn thất thu, có neo tham cứu tinh cho ruộng vườn. Đừng có lo gì, luôn nhớ về ăn nông, cũng đừng bỏ quên đi hãy dưỡng tinh siêu nhện. Chỉ một lần xài thôi, mãi mãi tìm niu thăm là con số tam rồi gọi ra con bánh khách. Trời ơi, tôi bắn như sâu chạy kêu ông cô. Em Tuấn với các bạn biết không ha, ngoài chuyện gì diễn ra là đi hát lô tô một cây luôn đó. Quý vị thấy mấy cái bãi trống trống mà có lô tô có hình cái thứ bự cái bả mua xin mua xin vậy. Giờ hát cho mọi người nghe câu lô tô hay 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 nha, nhà hát dở được á. Ở dưới quê làm ăn mà không khá, tôi lên Sài Gòn, tôi bán chuối chiên. Sáu chục nguyên rồi rồi ra con mấy, còn lấy gì đây? Ở dưới quê lập thực thật. Cái gì quê đi? Trời ơi, ở dưới quê Sài Gòn, tưởng đâu là kỹ sư bác sĩ gì bán chuối chiên, hơn ra dưới quê là bán chuối chiên luôn đi. Còn có bán thuốc chuyện sau đi. Các bạn ơi, chúng ta nhìn lên bảng, siêu nhện là một loại thuốc trị đặc trị nhện. Đức Thủy hồi nãy nói đích xuân là dẫn chị được không, nhưng thời gian còn nhỏ thôi. Giống như các bạn tưởng tượng là tự nhiên cái tình nó đau quá, cô da nó đau quá, đi ra uống paracetamol nè, cũng hết á, nhưng nó làm đau gió. Nhưng mà nếu các bạn đau bao tử hay là đau ruột thừa gì là không có gì hết, phải có thuốc đặc trị thì cũng vậy, cũng nhỏ vậy. Khi mà nó tuổi nhỏ chúng ta xịt cái gì nó cũng chết hết trơn, nó lớn lên chút xíu nó kháng thuốc rất là giỏi. Phải sử dụng thuốc này, đang con nhện đỏ trên khuôn da và cái vườn rau mình cũng có nhện đó các bạn, chúng ta phun nha, nhện vàng, con nhện đỏ, nhện vàng và con nhện ghé trên cây lúa nữa, thì sản phẩm này chúng ta thấy là Tenoceterat là thuốc diệt nhện, còn Buloxetine là thuốc gì các bạn biết không? Rất là quen thuộc, đó là ấp lao ăn nông, là thuốc mà chúng ta thường hay phun nếu như ăn lúa đó, chúng ta phun để ung trứng rầy, thì cái này nó ung trứng nhện rất là tốt. Vì Đức Thủy lúc nào cũng tạo ra một công thức vừa diệt được con mẹ, diệt luôn con thì mới dứt điểm nha. Thì đây là một sản phẩm mà chúng ta có thể ung trứng được nè. Nếu như các bạn mà trồng cây sầu riêng á, thì con rầy xanh á, chúng ta trưởng thành thì chúng ta xài siêu chết. Nhưng mà khi mà ấu trùng của nó, chúng ta phải xài ấp lao trồng đi ra, phun vô bộ ấu trùng của nó để nó tránh cái sự đỡ trứng nhanh của nó. Rồi bây giờ chúng ta trở lại với Vít Sinh một lần nữa. Vít Sinh là Đức Thủy nói sao? Là chúng ta có thể xài được con sâu nè, con nhện nè, bây giờ con rầy rất là nhiều loại rầy, rầy chọc cánh, rồi rầy xanh, rầy trắng, rồi rầy nâu. Thì bây giờ chúng ta nghe những thử ngay một con rầy trong vườn rau của mình. Con rầy về thường xuyên ta phải đi thăm đồng, tình rằng siêu nhiệt thiệt là hay, ai đấy cũng đều khen tập đoàn An Nông đã làm ra thuốc tốt diệt rầy để cho cây trái đơm bông và dương xanh tốt. Ta nhớ phun đúng liều nhé để cây trồng nặng trái bông đầy. Thì đó là bộ sâu bọ thì rất là dễ, nhưng bộ côn trùng này khó. Như cái gì nhớ sử dụng khi mà nó lớn lên thì chúng ta phải sử dụng thuốc trị mới được. Thì trong công thức này đi đem ra thì đi metolin diệt rầy, đi duenzron là ung trứng, đó là những cái loại thuốc trừ sâu mà hóa chất. Cái thì là báo với cái gì là hóa chất thì chúng ta phải canh thời gian cách ly mới được gặt hái nha. Còn bây giờ qua thuốc bình ở Lâm Đồng Đà Lạt này là bệnh rất nhiều, bởi vì nhiệt độ thấp, ẩm độ cao và trong ẩm độ cao có hơi nước và sương, thì cái đó là cái nó mang vào từ nấm. Các bạn biết một vết bệnh nó có thể phóng thích ra không khí từ 3.000 đến 5.000 bào tử nấm, ký chủ trên cỏ, ký chủ trên vật liệu của mình, ký chủ trên không khí. Đó. Thành thử ra Đức Thủy xin giới thiệu cái gì, một sản phẩm rất là nổi tiếng, Mango Z, và tên của công ty là Mango An Nông. Màu xanh như cái gì? Chúng ta hồi đó chúng ta làm màu vàng đúng không? Màu xanh này tại sao mà nó có màu xanh này? Màu xanh này nó có một số cái nguyên tố vi lượng động sắt, kẽm, mangan, canxi nha. Vì vậy
nó màu xanh nó sẽ tốt hơn màu vàng và nó mắc hơn màu vàng một tí. Thì bích thủy có màu xanh vẫn có màu vàng luôn nha. Và sản phẩm này tại sao bích thủy nói là rất là quan trọng? Bởi vì nó là một chiếc áo giáp mặc cho cái cây trồng của mình. Ví dụ như bây giờ cây trồng mình thấy là ô, bây giờ đang mùa lạnh nè, chuẩn bị nè, ẩm độ thấp lắm, phun cho nó một lớp áo giáp mặc vô. Thì sản phẩm này là sản phẩm ngăn chặn bào tử nấm từ bên ngoài xâm nhập vào trong cây trồng của mình. Nhưng nếu mà cây trồng mình đã mang bệnh rồi thì măng cô hiệu lực thấp, mà chúng ta phải sử dụng là Esoponazole, tức là Anovin. Anovin, quý vị biết không, Anovin là một sản phẩm mà công ty Bích Thủy đã xuất sang Đài Loan rất nhiều. Bích Thủy, công ty Bích Thủy xuất đi là Lào, Campuchia, Myanmar, Indonesia và Đài Loan. Nhưng tại sao Bích Thủy lại nói là đưa Đài Loan lên để hướng dẫn quý vị? Đây là cái mẫu mà Bích Thủy cũng xuất sang Đài Loan, nhưng mà đây là mẫu phiên hành tiếng Việt. Còn khi xuất sang Đài Loan thì là mẫu tiếng Anh. Bởi vì Đài Loan họ theo tiêu chuẩn của Mỹ, không phải là chúng ta muốn xuất cái gì vô đó cũng được đâu. Khi chúng ta xuất mới có dịch dập, nó có một cái ba cái hệ cái sự tích ta, nó tức là cái hoặc là cái giống như là nó gọi là cái dung môi á, các bạn biết không? Không phải là mình nhập hàng về nó là 92%, nhưng mà hàm lượng chúng ta 50 SC là tức là có 5%. Như vậy là cái phần mà sự tích ta nó gọi là nào là những cái chất mà tạo cái độ lỏng rồi tạo tất cả cái kết dính đủ thứ trên rồi gọi là sẽ tách tan, thì tất cả cái đó phải theo ba đen của Đài Loan. Thì Bích Thủy một lần Bích Thủy xuất sang đó thì nó dư ra một số hàng này Bích Thủy về bán ở Việt Nam được người ta ưu dụng, thì bây giờ Bích Thủy đã đưa cái một này vào trong cái danh sách bán hàng Việt Nam mình rất là tốt. Và sản phẩm này các bạn biết bệnh gì là tốt nhất không? Tháng tư có nhũng nha, tháng tư có nhũng. Ví dụ như bông cải của mình á nha, sắp tới kỳ thu hoạch đúng không, không thành người ngày thu hoạch đi và nó bị đốm đen đen nha, chúng ta phải dự phòng cái này nha. Thì cái bông cải của mình nó sẽ trắng luôn, cái bông cải nó sẽ trắng rất là ngon. Thì sản phẩm này là chúng ta xài sau cái măng cô 5 ngày nha, măng cô xịt trước ngăn chặn thằng nấm trộn là thằng bào tử nấm vô nhà mình ha. Nhưng thằng này là cái thằng mũi nó ra, bởi vì nó không cho tạo ra những cái tai nấm ăn loan ra và nó sẽ cắt đứt cái tai nấm đó, mà nó không tạo được cái màng tế bào á, thì tế bào sẽ bị khô và nó sẽ bị rụng đi. Thì đó là cặp song sinh này các bạn phải sử dụng thường xuyên sẽ bảo vệ được rất là tốt. Nhưng mà không phải công ty không có những cái thuốc rất tiền như các công ty đa quốc gia đâu nha. Công ty có team Vitalisupe là team Vinconazone và Romiconazone trị rất nhiều loại nấm bệnh, nhưng mình tụi không giới thiệu bởi vì sao nó mất tiền. Ngoài ra còn có Mypharos là bao gồm Anocitubin cộng với Vinconazone, thì đó là những sản phẩm rất đắt tiền. Giờ Dũng cho cô coi đây, đây là Mypharos. Chúng ta thấy Anocitubin có một tên của công ty nước ngoài rất là mắc tiền và rất là tốt, tên gì Dũng? Rồi, bây giờ Divinconazone cộng với Hydrovinconazone là thì đó là chúng ta thấy là cái gốc hai gốc thuốc này cộng lại với nhau theo tài liệu mới thị tập được là 27 loại nấm bệnh trên nhiều loại cây trồng. Nhưng mà một cái nhược điểm mà cái thị không muốn các bạn phải xài cho nó vì nó rất là mất tiền. Một cái chai nhỏ như vậy thôi có thể là mua 300 ngàn đó, trong khi anh Vin biết cả bá luôn cũng có chưa đến 100 ngàn mà xài được 1 hecta luôn đó ha, các bạn nhớ nha. Và anh Vin quý vị là có một cái chất dưỡng trong đó. Đối với cây lúa thì xịt xong là nó xanh, bởi vì xịt trong các bông cải thì nó sẽ trắng bông cải, nó sẽ nổi bông cải rất đẹp. Và bây giờ chúng ta sẽ đi qua thuốc sinh học. Đối với cây rau của mình á, thì Bộ Nông nghiệp và Kỹ nông thôn khuyến cáo chúng ta giai đoạn cuối tuyệt đối không được sử dụng thuốc hóa học. Thì thuốc hóa học chúng ta thấy cái bạch màu xanh này là cách ly 7 ngày nè nha, ta nhớ nha. Thì nếu mà cách ly ngắn quá đi, thuốc nó chưa có hết á, thì làm cho mình ăn vô tích trong người của mình là bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Bây giờ chúng ta sẽ nói về thuốc sinh học. Thì đầu tiên các bạn sẽ giới thiệu sản phẩm này gọi là Golden Anisatin. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ nói về một cái loại cộng chung hai loại cũng là thuốc sinh học. Đầu tiên là Abamectin và Anisatin. Thì Anisatin nó có một cái rất là hay, nếu chúng ta quen xài cái Anisatin không thì rất là tốt nha. Thì khi mà chúng ta phun vô á thì chúng ta thấy một vấn đề là cái thuốc nó làm ảnh hưởng đến hệ thần kinh của con sâu,
và hệ thần kinh là hệ điều hành toàn bộ các hệ trong cơ thể. Khi nó bị trúng cố rồi, cái hệ thần kinh nó không hoạt động nữa, thì kèm theo hệ bài tiết, rồi hệ tiêu hóa, hệ vận động là con sâu nó bị tê liệt. Và chúng ta thấy là khi nó trúng thuốc thì chúng ta nhìn thấy nó chưa chết, sau đó là nó sẽ đốt chết vì đói và không hoạt động được. Nhưng mà nó chạy khoảng từ 3 đến 5 ngày thì chúng ta mới thấy nó chết. Thì bà con chúng ta rất là ngại, nhưng mà không sao, chúng ta sử dụng đi rất là tốt. Mà bởi vì cái đặc điểm đó nên cái thủy đó cho cộng chung với amectin. Amectin là một loại thuốc bị động và tiếp xúc, có nghĩa là xong nó ăn vô hoặc là nó bị trúng thuốc là nó chết ngay đó. Thì cái thủy nó cộng hai cái này lại, mà hai cái này cũng đều là sinh học hết, thì chúng ta xài trong giai đoạn cuối chỉ cần cách ly chừng 2 đến 3 ngày thôi, chứ không phải 7 đến 10 ngày giống như thuốc hóa học. Đây là sản phẩm amectin riêng biệt nè. Cái loại này chúng ta thấy rất là nhiều chấm. Và chúng ta nhớ là sản phẩm 3.6 tức là hàm lượng với 3.6. Có một số công ty là dùng những ngưỡng dưới, bởi vì là 3.6 là cái thuốc mình đăng ký, nhưng nhà nước cho mình cộng trừ từ 3 đến 5. Thì là khi đó thì là cái hàm lượng nó còn 3.2 là nó sẽ rẻ tiền. Nhưng mà đối với bệnh thủy là đúng chất lượng luôn. Bởi vì nếu mà là chất lượng thấp thì khi mà để lưu trữ kho đó thì nóng á, hoặc là lâu thì nó sẽ bị tụt, hàm lượng sẽ bị phạt. Nên bệnh thủy làm đúng 3.6 luôn, thời gian sử dụng 2 năm. Rồi, đó là thuốc sinh học. Thuốc sinh học mà thuốc dược sâu. Bây giờ chúng ta đi qua thuốc bình. Tại hồi nãy Bích Thủy đã giới thiệu quý vị thuốc bình mà hóa học là Manco với Hesa, rồi hai cái đó cộng lại với nhau xài rất là tốt ha. Bây giờ Bích Thủy sẽ được giới thiệu sản phẩm Piano gốc Orenon. Gốc Orenon là một gốc sử dụng trong y tế cộng đồng. Chúng ta thấy chúng ta đi chữa răng, ai mà bị hư răng mà phải lấy thủy, không bao giờ bác sĩ khám trám liền, vì ta phải khử nóng trong đó, thì chúng ta lấy bác sĩ là sẽ lấy một miếng giống như xi măng trắng như đó, rồi nhỏ cái Orenon vô và cái làm trắng như đó trong vòng 5 ngày để cho hết khuẩn, rồi bắt đầu mới phá cái lớp xi măng mềm đó ra trắng này. Vậy cái thuốc này được đưa qua bên bảo vệ thực vật của mình là vừa diệt khuẩn vừa diệt nắng. Cái này ít không thì có công ty nó thể có thôi đấy nha, tên là Orenon, và sản phẩm này rất là đặc biệt. Nên nó thì nó nói bây giờ phải tìm một cái điều lý nào đặc biệt đặt cho sản phẩm này, thì mới suy nghĩ ra là phải tìm trong cái cục cải lương nào. Tô cải lương, tô ấm nguyệt đó, quý vị coi chưa? Tô ấm nguyệt hay lắm nha. Bây giờ cái đoạn thích đoạn lên Tuấn, mình sẽ thích hát cái đoạn là tô ấm nguyệt của cái điều lý ba tri á. Bình Dương. Bình Dương, trời ơi, Bình Dương ta đẹp trai đây, sống như ông vậy. Hoài cái dài của cả làm sao hát được. Bình Dương. Không có Bình Dương, có cả Khánh Tuấn thì coi nè, hát được không? Chị nhỏ. Thì hát cái đoạn mà mình có điều lý ba tri, sau đó là chị Phượng sẽ hát cái piano theo điều lý ba tri cho chị vô. Được. Cô Nguyệt thẳng cái bé tới đưa cho anh Minh đi về nhà để làm tròn chữ hiếu. Anh Minh nhìn thấy người yêu cũ của mình còn quá đẹp, còn quá dễ thương, nhưng mà không dám đứng nhất, tại vì đã có vợ. Đứng xa xa nhìn. Bà cầm dao. Cầm dao. Xạo, trong cuộc đấu cầm dao gì đâu ông? Trời ơi, không có. Rồi bây giờ bắt đầu anh Minh Dương mới nhìn thì chị này phải bắt đầu cất một tiếng hát. Phải là cái lúc này ông Dương không bị ho lao. Bậy cái này. Ông ho lao, ông Dương không bị ho lao. Chỗ này không thể ho gì hết. Bây giờ tôi hát trước, không hát theo nha. Quý vị ơi, trước khi mình nghe cái piano điệu gì quên rồi, Tiên Lý Ba Chi, do chị Bích Phượng hát, chị Bích Tuấn sẽ hát là cái đoạn trong cái cùng tôi nguyện các chị nhớ nha. Bắt đầu nhà Dương ra nhìn chị Lệ Thủy bắt đầu hát. Em đừng ngơ đứng kế bên anh, không nói một lời, rưng rưng nước mắt. Hoàng hôn ngơ ngác trong tim, khô hiểu môi cười, đôi mắt quần lắm chết trong tim. Anh dung thề vô tình em. Em ơi, từng giọt lệ sầu rơi như từng cơn mưa tối vào lòng anh, những giọt sầu thì ngu ẩn khóc nữa đi em, để cho anh vỗ và lần sau vui đề. Tôi biết có cái đoạn này.
thánh ca ca của thần tượng. Thần tượng không ạ? Ủa gà ôm. Đó không gái. Ờ, có cái gì không? Có cái gì không? Thì ca bài gì? Không, ông già nuôi tôi. Chúng già nuôi rồi là được cái trước, gì? Trước khi ông mất, ông cho tôi 16 căn nhà luôn. Nghe đó là biết chỗ mà ông nói 16 căn nhà thì con bán ra cỡ chừng 40 tỷ. Mà rồi. Ở dưới cái dòng ông để là ba còn thiếu 60 tỷ cho nên lúc ấy. Nói là vậy là bà. Ông bố cổ ông bây giờ đó. Bây giờ tôi hỏi ông nè, ông nói là thần tượng là Út Trời Ôm. Dạ đúng rồi. Vì cái bác Út Trời Ôm nổi tiếng bài gì mà đi về miền Tây hả, nghe nói chú Út Trời Ôm là người ta biết tên bài hát đó luôn. Biết không? Có ai nào biết không? Các bạn ở đây có ai biết tên bác Út Trời Ôm hát bài gì nổi tiếng không? Anh nhớ rồi. Ờ, mấy bác cái đâu có biết nghệ sĩ Út Trời Ôm hả? Ở trên này không ạ. Ở trên này ít 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 rồi. Bây giờ thì nhắn chuyện cái bác chưa biết thành hát. Cái bài nổi tiếng của nghệ sĩ nhân dân Út Trời Ôm được mang tên là Tình Anh Bằng Chim. Đúng không anh? Đúng không anh? Không, bác có biết đâu mà bác gặp đâu. Bác gặp đầu tiên là mới biết. Hỏi bác không biết. Bây giờ nghe. Hát đi cho bác biết nè. Nghe nè. À, không nhớ, không nhớ. Ông áo đỏ này kêu mưu đi karaoke ca bài Tình Anh Bằng Chim không? Ca theo bảo luôn đây là nghe nè. Ghe điêu Cà Mau cái ông này là chấm vớt không đúng chỗ nè. Người ta làm chồng kinh ngã bảy chấm một cái là cô gái năm xưa, tức là có một cô con gái lớn. Cái ông này không hát ngã không dừng lại, cái ông bảy cô gái, ta tự không bán bảy bộ. Có một bà thôi, em ôi. Một bà. Ông hát vậy ta tưởng là cái ông này mới bảy cô. Quá rồi, một cô mà. Một cô mà. Bạn gốc, bạn gốc, các bạn nghe bạn gốc. Hội gốc của bà chồng hả? rất là tốt. Đây là sản phẩm gen kia được nhập khẩu từ Nhật Bản. Và cuối cùng để được
có được một rong sạch tốt thì chúng ta phải sử dụng sản phẩm cứng cây. Sản phẩm cứng cây có canxi. Canxi là một chất rất cần thiết trong cây trồng của mình để cho nó cứng chắc và quan hệ được tốt. Tiếp theo là chúng ta sẽ có kali là tăng chất lượng của sản phẩm của mình lên. Rồi silic là giúp cho độ cái phòng đóng mở để giữ nước cho cây trồng và đưa oxy xuống rễ để bộ rễ phát triển. Và cuối cùng là chitosan giúp cho cây của mình nó sẽ là kích được cái hệ kháng thể trong cây. Đây là sản phẩm cứng cây. Như vậy bác sĩ chỉ giới thiệu ba sản phẩm phân bón. Một là tạo nên nhiều phấn hoa để đậu trái và rụng trái non, chống rụng trái non. Tiếp theo là chúng ta cải tạo đất bằng phân kim kỳ và cuối cùng là tăng năng suất cũng như tăng chất lượng cây trồng bằng sản phẩm cứng cây. Và bây giờ xin mời chú Phượng tổng hợp ba sản phẩm này qua một điều lý cái mơn. Dùng bô kem làm hoa đậu trái, chống rụng trái non, đất trồng tươi xấu vì nhiều có ghen kỳ thì nhờ rau tôm lúa sai đồng quần. Và cứng cây trái giòn ngon ngon, phân bón của An Nông giúp lúa vàng rau trái bội thu. Cái quý vị Bích Thủy cùng với Khánh Tuấn và chị Bích Phường đã đem đến cho quý vị một bộ thuốc của công ty hôm qua, bài giới thiệu và những điều lý rất là dễ thương. Mong rằng quý vị chúng ta sẽ tiếp nhận tập đoàn Nông để chúng tôi có mặt ở thị trường này mỗi năm 2 lần tiếp cận với quý vị. Và quý vị, chương trình sẽ được tiếp nối vào phần làm việc của cô Lê Nga, phó tổng giám đốc tập đoàn.